Thời gian qua, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm để đảm bảo cơ sở thực tiễn, cơ sở pháp lý cho chuyển đổi số. Đây chính là định hướng quan trọng để đẩy mạnh chuyển đổi số tại Kon Tum. Qua quá trình triển khai các nghị quyết, chương trình, kế hoạch về chuyển đổi số, đến nay nhận thức về chuyển đổi số của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến rõ nét. Hạ tầng công nghệ thông tin thiết yếu phục vụ chuyển đổi số được chú trọng đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp và giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, người dân. Tại lễ phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia ngày 10 tháng 10 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum diễn ra vào sáng ngày 5 tháng 10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Y Ngọc nhấn mạnh, năm 2023, tỉnh Kon Tum đưa ra các chỉ tiêu và giao các chỉ tiêu chuyển đổi số vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Để thực hiện tốt công tác chuyển đổi số trong thời gian tới, các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương của các cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và người dân về sự cần thiết, tính cấp thiết của chuyển đổi số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Đồng thời thực hiện nghiêm túc hiệu quả các mục tiêu giải pháp theo nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và kế hoạch số 1250 của Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục triển khai nhân rộng các mô hình chuyển đổi số, đặc biệt là các nền tảng số tới 100% cán bộ công chức viên chức để hình thành các công chức số, thúc đẩy chính quyền chuyển đổi số mạnh mẽ hơn. Đẩy mạnh việc sử dụng cung cấp các nền tảng số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý của cơ quan địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Y Ngọc đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng các cấp chính quyền, tích cực triển khai các chương trình kế hoạch về chuyển đổi số, nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân về chuyển đổi số, thường xuyên sử dụng, ứng dụng các nền tảng số trong cuộc sống hàng ngày, kịp thời thông tin góp ý, chung tay cùng chính quyền để công tác chuyển đổi số được thực hiện kịp thời, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương cơ sở.